Chiều 17 tháng 6, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã đến thăm và chúc mừng báo Kinh tế và Đô thị nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2021. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên báo Kinh tế và Đô thị nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng ghi nhận trong những thành tựu phát triển chung của thành phố thời gian qua có sự đóng góp của các cơ quan báo chí, trong đó có báo Kinh tế và Đô thị. Báo đã luôn đồng hành cùng với các hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và người dân thủ đô thông qua rất nhiều bài báo, cuộc hội thảo chất lượng, thu hút đông đảo công chúng quan tâm, đón đọc. Nhấn mạnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và hậu quả để lại rất lớn, Phó Bí thư Thành ủy mong muốn cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên báo Kinh tế và Đô thị luôn phát huy truyền thống để xây dựng tập thể báo đoàn kết và đưa ra được nhiều giải pháp để thay đổi thích ứng với xu hướng phát triển báo chí hiện đại. Ngoài ra, phát huy thế mạnh của mình hơn nữa để lan tỏa thông tin các chủ trương, chính sách của thành phố đến công chúng một cách rộng rãi, tiếp tục có nhiều đóng góp chung cho sự phát triển của thành phố, đồng thời kiên trì thực hiện và bứt phá mạnh mẽ hơn nữa để khẳng định vị thế của một trong những tờ báo chủ lực của thành phố. Trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố đã quan tâm động viên, Tổng biên tập báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Minh Đức thay mặt đội ngũ những người làm báo Kinh tế và Đô thị nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hà Nội. Đồng thời cho biết, trong sáng nay ngày 18 tháng 6, báo đã tổ chức lễ meeting kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam và công bố quyết định công nhận Ban Thư ký Liên chi hội, Hội nhà báo báo Kinh tế và Đô thị và hoàn thành thực hiện theo đúng quy hoạch báo chí của thành phố. Đối với công tác chuyên môn, báo đã vượt qua khó khăn để thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiều sự kiện lớn của thủ đô và đất nước. Đặc biệt, có 3 tác phẩm của báo được vào vòng chung khảo giải báo chí quốc gia năm 2020, trong đó có 1 tác phẩm đoạt giải B, 1 giải khuyến khích. Tổng biên tập Nguyễn Minh Đức khẳng định báo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng nâng cao chất lượng tờ báo và luôn giữ vững đạo đức nghề nghiệp của người cầm bút, xây dựng báo Kinh tế và Đô thị ngày càng phát triển, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.